Dương Hiếu hôm nay ra vườn xin quay cho các bạn một cây thuốc cực kỳ tốt, phương pháp đồ chữa bệnh như là về táo bón ở trẻ em, dùng tầm khoảng 8 đến 12 gram trên một ngày uống là khỏi ngay để táo bón trẻ em. Thì mình cũng xin chia sẻ cho quý vị là kia là những cái núi rừng rất quen thuộc, đây là trước cửa nhà mình và mình hay quay những cây thuốc. Đây có những quả núi, đây kia có cái đá trắng kia đấy, là mình hay quay cây thuốc thì mình dùng rất nhiều cây thuốc ở trước mặt và trước cửa nhà mình. Thì đây mình xin giới thiệu luôn cho các bạn, quý vị và các bạn biết đây là cây cây mùa gọi là cây mùng châu. Đấy, quả nó thì nó lúc nào nó có bốn cạnh và nó có hai cạnh là cái tai của nó vảnh lên. Đấy, vảnh lên hoa của nó thì cứ giới thiệu cho các bạn biết là đây là hoa của nó là hoa màu vàng. Đấy, hoa của nó là hoa màu vàng. Cây này nó cao tầm khoảng 1 mét đến 1,5 mét. Đấy, thế nó cao 1 mét đến 1,5 mét. Lá thì nó đối nhau. Đấy, cạnh lá thì lúc nào nó có gân. Đấy, giới thiệu các bạn biết là cái cạnh lá nó có gân như thế này. Đấy, lá này là mọc đối. Đấy, cả mảng lá như thế này. Đấy, thì xin chia sẻ cho quý vị và các bạn biết như chị em mà gọi là đại tiện lúc nào cũng cứng mà không 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 đại tiện được ấy. Thì lấy cái lá này. Đấy. Một là phương pháp dùng tươi, hai là phương pháp dùng khô. Uống tầm 12 gram, từ 8 đến 12 gram trên một ngày. Uống trong vòng 1 đến 2 ngày là đại tiện được rồi. Vì cái thể bệnh trẻ em bây giờ thì về cũng phương pháp về ăn uống thì về cái bệnh như đại tiện thì táo bón thì rất nhiều. Nên là cái mùng lá ổi này chuyên chủ trị về cho có thể về chữa về bệnh táo bón. Còn ngoài ra ấy, cái cây mùng cái mùng này nó còn sử dụng cho vào phương pháp chữa bệnh mình nhuận gan nữa, nhuận gan cực kỳ tuyệt vời. Đấy, xin giới thiệu cho quý vị và các bạn biết thì liều dùng thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 8 đến 12 gram thôi. Dùng cao hơn liều hơn nữa là nó sẽ kích ứng là đi đi ngoài ngay. Đấy, cây muồng lá ổi này và bản chất của nó nữa là nó có vấn đề là kháng viêm mà sát trùng cũng cực kỳ hiệu quả trong phương pháp chữa bệnh. Lấy lá tươi sát vào những cái chỗ mà đang bị viêm nhiễm, ví dụ như cái thể bệnh như là vẩy nến. Đấy, sát những cái lá này vào thì nó sẽ làm kích ứng thì nó cũng mọc ra non là một. Cái thứ hai nữa là nó sẽ làm cái vết bệnh vẩy nến viêm 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 da cơ địa ấy thì nó sẽ thuyên giảm. Đấy là cái cây muồng lá ổi này thì mình chia sẻ sâu là cái vấn đề là về cái phương pháp chữa bệnh cho trẻ em, đó là cái cây muồng lá ổi thì mình xin quay cho các bạn chi tiết cho các bạn biết đó. Đấy. Những cái con kiến nó bò bò kia thì những cái nhị những cái mầm hoa hay là những cái gì nó có một cái chất ngọt, phần ngọt thì con kiến rất thích. Đấy. Đây là cái cây muồng lá ổi. À, muồng 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 châu. Đấy. Dòng muồng thì nó rất nhiều loài, các dòng muồng mà chữa bệnh khác nhau. Bản chất của cây muồng này, thứ nhất là bản chất của nó là kháng viêm cực mạnh. Những cái muồng này nó nhuận kháng viêm cực mạnh, như thường thường cái dòng muồng nó như nhuận nhuận tràng, thường thường nó hay nhuận tràng. Thì hôm nay mình chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là đây là cái muồng muồng châu. Đấy. Đây, Lương Nhi xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mình giới thiệu cho các bạn biết về những cây sử dụng thuốc và mình cũng đang sử dụng rất hiệu quả và sử dụng phương pháp chữa bệnh về gan thì là để cho cơ chế nhuận gan, chữa bệnh táo bón trẻ em thì mình chỉ sử dụng cái này thôi. Các bạn cứ sử dụng đi thì nó sẽ có hiệu quả ngay thôi. Những cái thể trẻ em đang bị đại tiện mà phân cứng ấy. À, dùng phát là có hiệu quả ngay. Và trong phương pháp là nếu mà dùng mà đã đại tiện rồi thì nếu mà tái lại 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 nên dùng lại, hoặc là cứ dùng phương pháp đấy nó lâu 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 một tí thì nó sẽ khỏi lâu. Đấy, thì sử dụng phương pháp phương nam ấy thì như thế này thì đã đại tiện rồi
Thế thì có thể là đại lượng rồi thì dùng giảm liều đi, cứ dùng duy trì nó giảm liều đi. Thế đi thì giảm liều tiếp. Thì bây giờ uống nó cả với nó lâu lâu rồi thì nó sẽ ổn định, thì ổn định thì bỏ. Đấy, nhức nhối nhất là cái vấn đề trẻ em bây giờ là đại tiện là phân cứng. Đấy, mình xin giới thiệu cho quý vị và các bạn biết là đây là cây muồng. Đây là cây muồng trâu. Chữa được bệnh như mình là chữa bệnh về nhận gan này, chữa bệnh về nhuận trang này. Đấy, sử dụng cây muồng này. Mình chỉ dùng hai phương pháp chữa bệnh như vậy thôi. Và hai phương pháp này chữa bệnh như vậy rất hiệu quả thì mình chia sẻ tất cả các bệnh nhân mình làm thuốc gia truyền. Tất cả các bệnh nhân đã sử dụng hiệu quả rồi thì mình muốn chia sẻ cho cộng đồng và chia sẻ tất cả quý vị và các bạn biết. Chứ mình không phải là cứ cây thuốc là mình cứ chia sẻ theo cái phương pháp là không có thật, sử dụng thật do chính mình sử dụng thì mình không bao giờ mình chia sẻ. Không bao giờ nghe người ta bảo cây này tốt thì cứ chia sẻ. Đây là mình muốn chia sẻ bằng thật. Mình đang sử dụng cây thuốc bằng thật và mình chia sẻ những công dụng bằng thật. Mình đã sử dụng được như nào và bài thuốc gia truyền của mình đã sử dụng được như nào và đã đang sử dụng ra làm sao. Mình muốn chia sẻ thật cho quý vị của các bạn biết. Đó, đây là cái muồng trâu. Đấy thì mình xin dừng video tại đây và mình có một ngày nào đó mình sẽ có những tình cảm và có hứng truyền đạt cho quý vị và các bạn biết thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết một cái cây thuốc khác. Cả cái vườn đây thì mình rất nhiều cây thuốc đây. Cả đây là cái cây sung. Đây là cây sung, là cái cây kia là cái cây bình vôi đỏ này. Ngoài kia là cây đấy, cái hoa ngoài kia là cái cam thảo dây này. Đấy. Đây là cây thuốc rất quanh vườn đấy, toàn cây thuốc hết đây. Đây là cây kim dao này. Đấy. Rất nhiều ra vườn đã dám một cây thuốc rồi. Đây thì hẹn quý vị và các bạn xem một video tới sẽ giới thiệu cho một cây thuốc thực tế nhất của mình đang chữa bệnh. Xin chào tất cả quý vị và các bạn.